Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn một chiếc xe Innova bản V nha các bạn. 2.0V, đây là bản cao cấp nhất của Innova, được sản xuất vào năm 2013. Thì chiếc xe này hiện tại bên Huy mới lái về và đang chuẩn bị làm Marukuri. Thì chiếc xe này các bạn có thể xem sơ lược về ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe này nha. Xe này thì số tự động sử dụng cho gia đình nha các bạn. Đèn rồi các bạn có thể thấy 2013 nhưng mà đèn và các chi tiết đồ cực kỳ là sáng và đẹp. Đây, những cái khe lắp ghép giữa cản và về này các bạn. Đó, giữa đèn này các bạn thấy không? Rất là khít. Đó, cũng như là về cái phần vỏ xe thì đây, vỏ xe còn rất là dài nha các bạn. Xe này vỏ xe giống như là mới thay thì các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của chiếc xe này. Bây giờ mình lái về mình đi, mình không phải lo lắng về bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy sẽ tiến hành làm bảo dưỡng đồ hết cho các bạn. Thì chiếc xe này bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục rồi các bạn. Thì xe không có bất kỳ những cái lỗi gì cả. Thì bên Huy luôn cam kết với anh chị và các bạn, xe thì không bị đâm đụng, không bị ngập nước, tình trạng động cơ và hộp số thì chưa từng đậy tu. Đó, cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn tin tưởng vào cái chất lượng những sản phẩm mà bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cung cấp. Về đây, chiếc xe này thì các bạn có thể thấy được là vỏ sa cua cũng như là hai cái vỏ sau và hai vỏ trước thì nguyên cái dàn vỏ này thì chủ xe đã mới thay, chủ xe bảo dưỡng cũng khá là đầy đủ cho chiếc xe này. Cho nên là về chất lượng ngoại thất cũng như là tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống điều hòa, hệ thống điện, mọi thứ là khá là ổn nha các bạn. Bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Xe này thì phù hợp cho mình sử dụng cho gia đình nha các bạn. Vì chiếc xe này là xe số tự động và bản này là bản cao cấp, phù hợp cho gia đình sử dụng hơn là mình sử dụng cho việc chạy dịch vụ nha. Đó, bản V, vỏ này rất là dài. Chủ xe đi giữ cũng khắc rất là kỹ đó các bạn. Đó, các bạn có thể thấy được là ngoại thất nhìn rất là đẹp, bắt mắt, cũng như là những cái chi tiết đèn, rồi đây các bạn, gương, ốp gương, mọi thứ còn sáng bóng luôn. Đó. Và bản V thì đặc biệt bản V thì nó có những cái tay nắm là mặt chrome. Mọi thứ đối với một chiếc xe bản V, bản cao cấp này thì những cái chi tiết được Toyota đưa vào phiên bản này khá là đẹp, cũng như là cái độ cao cấp của nó sẽ khác với những cái phiên bản E và phiên bản G nha các bạn. Đó, còn chiếc xe này các bạn có thấy không? Đèn, ga lăng, cản, và chiếc xe này thì đặc biệt là có đèn cản, đèn cản luôn nha các bạn. Là đèn cản theo xe luôn nha, không giống như là phiên bản G với phiên bản E là nó là một ốp nhựa thôi. Còn này là có cái đèn cản phía dưới luôn. Đây các bạn, đèn cản phía dưới luôn ha. Xe nhìn rất là đẹp. Rồi thì sơ lược cái phần nội ngoại thất cho các bạn coi, thì Huy mời các bạn xem sơ lược về phần nội thất bên trong của xe. Đây, Huy mời các bạn xem về phần nội thất bên trong, thì nội thất bên trong là màu kem. Màu kem nha các bạn. Đó, thì các chi tiết ghế. Ghế này thì ghế da, ghế da. Da này da xịn theo xe luôn nha các bạn. Đó, và đặc biệt là cái tính tiện nghi của cái dòng V này, với bản V này sử dụng cho gia đình thì các bạn có thể là thấy là ở cái dãy giữa chỉ có hai ghế thôi và có một cái đường luồn để đi xuống phía sau. Đó, hai ghế này mình có thể là điều chỉnh cái độ ngã ghế và có tựa tay rồi luôn nha các bạn. Nó rất là tiện nghi. Thực sự là 2013 mà có những chiếc xe bản V mà chắc như chiếc xe này thì Huy nghĩ là rất là hiếm trên thị trường nha. Thường thì bản E, bản số sàn cũng như là bản G thì có nhiều, nhưng mà bản V, bản cao cấp này thì rất là hiếm. Đó, tapi cửa màu kem. Đây các bạn có thể thấy ha, mọi thứ khá là ok, khá là chuẩn. Có tựa tay được các bạn. Đó, 2013. Đây, ở phía trước đây các bạn có thể xem ha. Thì đối với cái bản này thì cái kính cửa phía trước bên trái là có chế độ auto, chế độ tự động nha các bạn. Đó, hệ thống điều khiển gương, rồi hệ thống báo động.
Đây hộp số tự động cho các bạn. Đó, hộp số tự động. Rồi đặc biệt là chiếc xe này đã trang bị hệ thống điều hòa tự động rồi các bạn. Đây, đó, chế độ auto này các bạn có thấy không? Rồi đầu DVD. Đó, còn táp lô và các chi tiết là các bạn có thể thấy nha. Đó, khá là chuẩn và đẹp. Thực sự là phiên bản V thì đây các bạn, cái phần này ốp gỗ luôn nha các bạn. Đó, ốp gỗ, bản V ốp gỗ. Còn những phiên bản khác nó là cái ốp nhựa đen và sơn lại thôi. Thực sự là để kiếm được một chiếc xe mà phiên bản V ha, ở trên thị trường hiện tại rất là hiếm. Đây, xe thì bên Huy mới lái về, chưa có làm Marukuri cho nên là nó hơi dơ tí xíu. Nhưng mà cái chắc xe thì bên Huy cam kết với các bạn là khá là chuẩn. Đây các bạn xem ha, từng cái bồ lon con tán, từng cái dắt dây điện thì đó, nhìn nó chỉ dơ dơ thôi nhưng mà thực sự là nó còn nguyên bản hết nha các bạn. Đó, nguyên bản, chưa có từng tháo rỡ động cơ để đại tu. Đó, cho nên là các bạn nào mà mua những chiếc xe này về đi là khá tuyệt vời. Thì sơ lược cho các bạn để các bạn nắm về cái chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2013 và bản V, bản cao cấp. Thì chiếc xe này hiện tại được bên Huy chào bán với giá rất là bất ngờ, chỉ 430 triệu thôi nha các bạn. 430 triệu với một phiên bản số tự động. Đó, thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về chiếc xe này. Thì các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy. Có thể đến tham khảo, chạy thử và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình nha. Phiên bản V, phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp của Innova. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu như các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh. Để khi có xe, Huy sẽ chuyển lên kênh cho các bạn để các bạn có thể đến tham khảo, sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.